Rồi, chào mọi người. Đang ngồi view cái mấy con cá, mấy con cá giống mới lấy về. Nắng quá ha. Này, chói quá ta. Để vô cho vô mát chút đi. Được ốc. Cái chói kiểu gì bực bội rồi đó. Nó lấy nét cái ảnh ở phía trên. Đẹp chưa? Nó khó lấy nét quá. Đó. 4 con. Trời ơi, cá mà nằm trên lá cây. Ấn tượng chưa? Quá đẹp. Mới đưa mấy con giống này về hồi tối. Trong lòng hết sức hài lòng. Sáng ra đi rửa cái tô, rửa cái thau liền, cái thau kho cá, thau kho cá của bà má. À, thau này bữa kho thịt cháy cháy bà ngâm, cái là mình mang ra mình xách mình rửa. À, rửa nãy giờ mới xong, đổ nước vô định ngâm mấy bữa rồi cái bỏ cá vô view cho mọi người coi cho vui, mà thôi bỏ vô luôn đi chứ đợi gì nữa. Thời buổi này mà đợi biết nào có ăn. Bỏ vô view liền. Làm ăn cá nó đi trong gương. Để canh cái chỗ nào mình chụp ảnh cho đẹp. Con này là cái con tên là full gold gì đó. Nói chung là đẹp, chất lượng, full option. Ok, tiễn về nuôi. Thì lúc đầu á thì thấy đẹp thì mình mua thôi. Còn sau này là tính tiếp. Chứ còn không biết đâu lần. Sau này tính tiếp. Coi giờ nó lấy nét ở trên lá cây, mọi người thấy không? Điện thoại này nó bị loạn với mấy con cá luôn. Nào, kiếm nào. Vô cái cảnh để chụp lấy được cái ảnh coi. Làm cái ảnh đại diện coi. Không lấy con cá được nữa. Nó lấy được rồi đó. Cái này cái clip thứ hai đăng trên kênh thì chắc là nó cũng ấy quá, nó cũng thiếu kinh nghiệm quá hay sao ta, hay là chói quá ta, nhiều lá cây quá. Chuyển tiếp coi, chuyển tiếp mấy lần coi thử coi chỗ nào lỗ nhất. Vô chỗ nào. Chỗ này có vẻ ổn hơn ha. Cũng hơn mà con cá nó chói lóa quá. Được. Con cá chói lóa quá. Đẹp quá, mấy con này đẹp quá. Rồi làm sao để mà view được cái màu nó đây ta? Đó giờ mới đi chụp cá, không biết chụp sao. Đó giờ chụp hoa thôi. Làm sao view được màu nó trời. Làm sao mà thấy được y như mình thấy ở ngoài đây nè. Con cá này cái người có bạc, cái là nó vô nắng là ánh lên, thế là cái anh xử lý của cái điện thoại mờ mắt liền, chịu không nổi. Đẹp chưa, bây giờ để anh lấy máy tấm ảnh coi. Trời ơi, con cá chấm nó thước tha quá, đẹp quá. Hết sức hài lòng.
đẹp ghê, cá trống cá mái gì cũng đẹp. Công nhận khó quay quá. Này chắc mình phải quay 5-7 lần gì mới có kinh nghiệm được mọi người. Lần đầu tiên thì thua quá, không biết đâu là mà lần được, hay là cái màu con này khó bắt ta. Ui ui, anh bơi kìa, thấy anh bơi cái khúc trong mát này thấy giống như cái chiếc thuyền quá. Này. Cá kho tộ, cá kho tộ đẹp quá. Không biết cái nồi này nãy chà sạch chà mấy lần rồi đó. Còn ớt với lại muối đi. Còn ớt với muối là tự biết luôn, thêm dầu ăn nữa thôi. Đẹp quá, đẹp quá. Lẽ mua thêm ta. Tốn quá. Thôi khỏi đây, tự nuôi đi. Tự nuôi từ từ có, để tiếp. Mua nữa tốn quá. Lúc ảnh bơi trên đầu của mình quay khó bắt được cái màu nữa kìa. Trời ơi coi kìa, cá bảy màu mà còn hơn là, còn hơn là con cá chết nhật nữa. Bơi qua kia coi, bốn con tập trung lên. Đẹp không mọi người, thấy nó thước tha ghê không? Nhưng mà do mình bắt không được cái ảnh thôi. Do kỹ năng của mình yếu quá. Kỹ năng mình yếu quá. Mình không biết làm sao để mà có một cái tấm hình gọi là chân thật nhất. Mình còn che bóng nó ra coi. Thấy toàn bóng cây không? Biết sao để có được cái kiểu hình ok. Ngồi mà lấy nét trên màn hình liên tục luôn. Con iPhone này với lại nó cũng cũ rồi. Chụp một năm thôi là cũ. Xử lý ảnh không nhạy bén như lúc đầu nữa. Chậm chạp như bà rùa rồi. Rồi nó mà nằm sát hết dưới đáy á, là lấy ảnh. Tại vì cái nét lấy là lấy ở dưới đáy cái nồi. Đó, đúng rồi đó. Cho chăm tấm ảnh rồi đó. Không biết được tấm nào không? Ra nắng coi. Nhanh chứ không lỡ nó có ớt thiệt mọi người. Này mình chà kỹ kỹ nhưng mà cũng không biết đâu lần. Bốn con tập trung. Hai, để được rồi. Ôi, mọi người khoe cặp cá giống, hy vọng là nuôi đẻ được con cá con mà lên nó lớn giống con này chắc cũng đã chết. Khoái, nhìn đẹp quá. Ơi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái món cá kho tộ của mình nha. Rồi mình sẽ up dần dần những clip khác. Chào mọi người.